em phong chụp hình, em Phong chụp hình cái chị thích lắm. Ơi na dịu dàng của em mai đầu em thế ra. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và đây là một cái con sông Hậu của cô bác quý anh chị. Thì cặp cái con sông Hậu này nè có một cái ngôi nhà, một hoàn cảnh thì rất là khó khăn. Và hôm nay thì Bùi Hồ cùng em Phong Bụi muốn đến đây tìm hiểu cái hoàn cảnh của một bà cụ, một người bà mà phải nuôi đến 4 người con bị bệnh tâm thần. Và thật hư cái câu chuyện đó như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Ra đây nè cho mát cụ ơi. Dạ con chào cụ. Ra đây nè ngồi cho mát cụ. Dạ mình có ngồi không ạ vậy? Dạ. Cái dạ mình ngồi kìa. Dạ ở đâu? Không có dạ hả? Dạ ở đâu? Không có dạ hả? Nào chứ không có trầu khùng rồi trầu. Thôi vợ. Thôi vợ. Ai thôi vợ? Dạ ngoại ơi. Ngoại cho con hỏi là năm nay là ngoại bao nhiêu tuổi rồi? 80. 80 tuổi. Nhà ngoại có bao nhiêu người? Mà chết đứa còn bốn nè. Trời ơi. Bốn đứa mà giờ tôi thì già cả rồi, tôi cơm nước nữa nè. Đâu có ai đâu mà lo. Một mình ngoại phải nuôi bốn người. À, trời ơi. Rồi mấy chú là có giúp tôi thì tôi cũng mang ơn. Con tôi có mẹ con tôi sống tôi cũng mang ơn nhiều lắm. Ngàn đời không có quên. Hàng ngày thì ngoại làm cái công việc gì để nuôi các anh? Tôi già tôi làm gì được, có tiền mà lo mấy ông này. Dạ. Nhà ngoại là ở trên này đấy hả? Ở đây nè, đây dần dần đây. Là đất nguyên khu đất này là của ngoại hết luôn. Rồi ông ngoại đâu? Ông ngoại nằm ở đó đó ha. Còn ông 80 mấy rồi, 86. 86 tuổi. Dạ. Anh này là thứ mấy nè ngoại? 361 tuổi. Trời, có gia đình không ngoại? Trời ơi, hồi nhỏ tới lớn rồi khùng ai ứng. Hồi nhỏ ngoại ngoại nói chuyện miền Tây á. Hồi nhỏ có lớn vậy ai. Anh này 61, rồi anh tiếp theo. Tiếp theo là thứ 5 rồi thứ 4 vậy nghèo quá đi làm ăn xa rồi. Ra tới ngoài hòn rồi Trung Quốc mấy là sống chứ ở đây rồi ai đâu mướn hoàng đủ sống. Anh kia ảnh có bị bệnh không? Không, anh kia chỉ có nguyên mình anh kia ảnh không bệnh thôi. Không mà có thằng thứ 8 cũng không có bệnh, rồi còn 4-5 người này bệnh. Dạ thì anh lo mặn mướn ăn, cổng gạch mướn ăn. Dạ còn cổng mấy mẹ con tôi thì nhờ mấy chú rồi giúp đỡ cho tôi. Dạ mấy mẹ con tôi sống chân thôi lấy gì cống thôi. Con này bỏ ăn, con ngáp ngáp. Con bỏ ăn, con thì ngáp ngáp. Chú gì đó, chú gì đó chơi. À, anh này là thứ 2, 61 tuổi. Thứ 3. 61, còn ở trong kia, chị trong kia. Thứ 7 là 52 tuổi. Thứ 3 là đẹp trai đó nè. Thứ 3 là thứ. Ôi trời ơi. Thứ 3 là đẹp trai nè. Chị này cũng bị luôn thôi quay. Thật ra thì cái bị bệnh đó, cái người nam bị bệnh thì nó cũng đỡ. Ừ. Chị này là bao nhiêu ngoại? Ai? Chị này nè. 52 tuổi, hợi heo, phải không? 52 tuổi. Rồi anh bên đây? Anh đó là 54, 55 gì rồi. Trời ơi, hơn 50 tuổi hết luôn rồi. Không mà. Ờ. Thằng Thiết Út thì 35 tuổi. Trai đi mua đồ chấm. Đẹp trai không hả? Bảnh á. Biết rồi, nó quay. Cái xẹo á. Ừ, bảnh quá. Để lên chị. Anh tên gì? Anh tên gì? Ai? Anh á, anh tên gì? Tôi cũng nghĩ rồi, tôi là 6. Tôi là 3. À, 8 rồi, 8. Ờ, anh 8. Cái anh trong cái anh nút lại về nữa kìa. Vô đây nè anh ơi. Đâu có biết gì đâu trời. Vô nhẹ. Đi mua đồ được hả ta? Đi ra 10.000 bạc ha. 10.000 bạc. Lái xe này. Đây.
cảnh thảm thương thì... Mấy anh này là bị từ nhỏ hết hả ngoại? Bởi vì người ta nói có cái sức khỏe tinh thần minh mẫn là đủ mừng rồi. Chị tên gì? Bảy. Dạ. Chị Bảy. Chị gì? Ô, chị thích đẹp, chị có đeo dây nữa kìa. Ở đồng, đồng hồ nè. Kiền nè. Bắt xe ở chơi, đừng đi. Anh có làm gì được không? Anh có làm gì được không? Đau gì mà là đau bụng mà lên sáng đêm vậy, ông đó đau bụng ói và ông kia cũng gì. Rồi ngoại phải chăm. Rồi ngoại phải chăm. Chăm sóc chứ không chăm sóc. Cháu lau thuốc men. Nửa đêm tới không nằm luôn á. Dạ. Giặt cái đầu rồi biết rồi lì cái đầu. Ai nấu cơm cho ăn? Bà nấu. Bà nấu. Vài bữa nữa bà không còn nấu, ai nấu? Bà nấu. Bà nấu. Bà, anh có phụ nấu bà tiếp ngoại không? À. Anh có nấu được không? Không. Sao không nấu được? Tập nấu rồi chứ. Không biết nấu. Không biết nấu. Anh bên đây nhìn mặt sáng hơn nè. Anh lúc là 35 tuổi đó, hả? Anh này 35 không ai? 35 đó, tuổi thìn. Anh này tên gì? Tên Nhiều. Tên anh Nhiều. Năm 88 nè. Anh Nhiều. Nhiều. Anh đi đâu về? Đi đâu về? Ủa? Sao rồi ngoại? Rồi ảnh không có biết gì sao ảnh kêu ảnh đi mua đồ được? Đi quán ghê 10 ngàn mua này kia, nói cái người xuống chợ người ta biết. Dạ. Bạn. Ai bạn? Bạn cái chợ cơ cơ khoe chợ. Chợ. Nhìn cái nhà kìa mọi người. Vệ sinh đánh răng xuất hiện rồi được không? Đi tiểu rồi được không, như là phải dẫn đi. Đi được. Đi được ha. Đi nè. Đi nè. Đi nè. Trời ơi. Thời đạo còn con cái à. Đi nè. Đi nè. Chị tên gì? Công Phí à, anh đang học cà phí. Thứ bảy á. Bảy thí. Thứ bảy rồi. Ngoài tổng cộng là bao nhiêu người con ngoài? Đà, cũng 11 mà chết hết 3 còn 8. 8 người thì trong đó phần nữa. Thì trong này thì 5 người cùng rồi mấy người kia thì cũng mặn ăn được, thì có vợ có chồng tứ kiếm hết trơn. Còn tôi có hỗ trợ ngoại không? 8 người thì tới tháng rồi mới có lãnh lương mấy ông này sao đủ sống. Cá mắm rồi rau này kia đâu có đủ sống. Rồi cô này là cô đi lượm bột ngủ cái tháng mới được 100-200 bán cho người ta. À, cô này làm bột ngủ luôn ha. Làm ngủ. Còn hai ông này ở nằm ở nhà báo tôi cũng ghen thì ông đó dân này nè. Ngoại ngày xưa là lúc ông ngoại còn sống thì ngoại làm cái công việc gì để sinh sống? Chài, ổng á thì chài ha. Chài lưới. Chài một đêm về sáng cái bán cái mua gạo, mua đồ cái gì giặt rẻ mua gì luộc chấm cá ăn này kia vậy đó. Yeah. Cũng sống chứ giờ ổng đâu có làm gì, cũng ổng hiền khô à. Ông chạy một cái thùng nước đá vậy cái là khác là một bữa rồi. Ông ngoại chạy lưới còn bà ngoại bơi chạy bơi cho ngoại chạy. À. Thì bao lâu thì ông ngoại mới vào với bà ngoại mới nghỉ làm cái công việc đó? Ổng chết mới nghỉ. Là 70 mấy tuổi mới nghỉ. Ổng đi chạy một đêm ổng về ổng bật đầu tiên. Đầu tiên. Đầu tiên mới chết. Dạ. Rồi từ khi ổng chết là bà ngoại là một mình ha, một mình chăm ha. Cực quá cực ha. Trời ơi là trời. Quá trời cực dữ lắm chú ơi, tôi nói biết rồi tôi nói không biết làm sao mà mấy ông này cho hết đau với tôi mừng. Còn hơn ai cho tôi vàng bạc này kia. Trời. Đúng rồi, bị cái này thì hết là còn hơn là cho mấy thùng vàng nữa nó chứ đừng nói chi là cái chuyện mà gánh mấy ông này muốn gần chết. Trời. Ngon không chị? Ngon không? Một đứa con nít. Nít.
suy nghĩ và hành động giống y như một đứa con nít. Giống y chẳng khoảng chẳng chắc nào. Lúc nãy mình gặp anh này là sợ nhất nè. Anh này anh hung không? Hiền khô à, tất cả đều hiền. Ừ. Hát hò được hay lắm. Hay lắm rồi. Anh ơi, anh hát được không? Hả? Hả? Không, xin lỗi, anh này hát hả? Anh này hát hả? Anh tên gì? Anh Tánh. Dạ? Anh Tánh. Tánh hả? À, anh năm nay là bao nhiêu rồi? 30. Tôi con buôn gà. Tôi con gà. Một người mà phải mà chăm sóc 4 người bị bệnh, có nghĩa là 5 người bị bệnh tâm thần, thì trong đó thì hết một người mất thì còn lại 4 người. Là thích chụp hình ha. em phong chụp hình, em Phong chụp hình cái chị thích lắm. Ơi đừng có chữ thầy, đừng có chữ thầy. Y gan là một em bé luôn. Ôi giấu lại, đừng có nói nữa. Đẹp không? Chị đeo dây này đẹp không? Này đẹp không? Hát hay quá. Em cứ nhì nó là chui. Múa luôn kìa. Nàng áo mới chưa. Ai chó ơi. Vừa chơi. Trời ơi. Ôi ôi đừng có hát vậy. Hát gì ghê quá. Đồ chưa chạy. Mày hát gì vậy? Mày hát gì lạ vậy? Tự sáng tác hả? Em ơi con. Hãy trong cái trường này. Em về cùng cô hiền luôn. À, anh này cũng hát hay lắm nè. Anh em ơi đừng đừng anh lên tay cô chắc em ơi về ôm tay bác gì á, không hiểu ca cái bài gì luôn. Em phi tàu mẹ ơi cùng ôm nhau. Trên mây cũng thừa em đưa ta nâu hướng về ôm môi trường để mưa để bay ơi như đẹp trời đi bằng cơ mơ nhìn vậy như giống như cái đứa trẻ tay như nhờ tóc gì tôi biết cái tay. Không biết gì hết. Rồi tới anh, tới anh. Cái bài này chắc là hát ca buồn. Anh hát cho em nghe với. Anh hát cho em nghe với. Nói gì? Anh hát cho em nghe với. Ca bả ngon. Em đi dạy con chiếc sáng cho mình nghe không? Dạ. Em gái gà hồi sáng trăng mờ chiếc đàn sáng dạng chiếc chuồng có ngáo quang hoàng lộ ngày hàng trăm ơi ở quá đầm nhẹp quế hơn khóc qua đầu mai ơi đừng đợi con gã con rồi cánh cò bay rồi ăn đi nín tan tay nó dịu dàng của em mai đầu em thế là dạ. Sao em đến anh cài anh chẳng nghĩ rồi cha mẹ già lúc bà có con là cánh cò bay cháu ơi cháu cắt cỏ bồ âu giữ ghế chồng có lâu mai về cánh cò bay em đi đưa ra về yên vô vỗ tay quá vỗ tay rồi anh hát hay quá vỗ tay ra thì ở đây nỗi lòng thương nhất là ngoại mọi người ngoại cho con lên nhà cái nghe ngoại
con lên nhà cái. Ừ, đi đi. Anh lên nhà đi. Đây nè ngôi nhà nè mọi người. Thì do lý do là bốn người đều không có bình tĩnh hết à. Trạng thái thần kinh thì không có được bình thường nên ngôi nhà khá là bừa bộn và nhiều cái sự hỗn độn như thế này, kể cả quần áo đây nữa nè. Thấy rất là buồn người khi mà một bà cụ mà phải chăm sóc bốn người bị bệnh tâm thần. Đây là mừng thọ của cụ ha. Đây nè mọi người, ở trong này thì rất là nhiều những cái tấm hình thờ của mẹ Quan Âm, rồi rất là nhiều ha. Nhà này thì cũng mục nát, cái trạng thái tình trạng nhà cũng mục hết rồi. Ở ngoài rồi, ngoài cái việc mình đi vệ sinh đồ ở nhà. Dạ. Dạ dạ. Bye bye. Ngoài đây là cái nhà vệ sinh của mình đó không ạ? Dạ, trời ơi trời. Đây ở dưới này là cái khuôn viên bếp của mình. Trời ơi. Mưa nó có tạt không ngoại? Mưa cũng tạt, thấy mưa nội mưa bự á nha. Dạ. Quá trời. Ồ còn anh Út anh vô đó kìa. Ồ trời ơi. Nằm ở trong toilet luôn kìa. Nằm ở võng kìa. Dạ. Thôi ngoại con ra đây đi, con tâm sự với ngoại tí xíu nữa tụi con về. Rồi ngoại ngoại sau này thì trăm tuổi già này chắc các anh sẽ rất là khổ. Khổ dữ lắm. Người ta còn ở sớm người ta còn biết nó tôi mà có chết rồi mấy ngày này khổ dữ lắm. Mình khổ phải gắng chứ sao vậy chú ơi. Giờ mình hoàn cảnh vậy phải gắng chịu. Dạ. Chứ biết nói gì giờ ha. Chứ hơn. Dạ. Năm nay 90 rồi. Ngoài 90 rồi phải không? 8 hả? 80. Ồ 80. Thì ngoại ơi, hôm nay thì con đến đây con được tình cờ được giới thiệu đến đây đó, được em Phong có giới thiệu đến đây. Thì trước mắt là con thăm ngoại, hai là con thấy cái hoàn cảnh của ngoại rất là đáng thương. Thì con thay mặt cho cô Mi ở Mỹ đó, thì con gửi cho ngoại 2 triệu để ngoại có thể xây sở trong cái cuộc sống hả? Dạ thuốc men nha ngoại. Đây ngoại cầm giùm con, ngoại dạ ngoại. Dạ dạ, tại con cầm một tay con cầm máy. Đó là cũng quá rất mừng. Cũng đời tôi không quên cái ơn nghĩa của mấy chú. Dạ. Chứ khổ thì mấy chú giúp tôi mừng dữ lắm. Cho con tôi nó có ăn nó sống. Chứ giờ tôi giờ già tôi làm gì giờ? Dạ. Biết rồi. Nhiều khi nha. Nhớ lại nằm buồn quá không biết làm gì. Giá trời giá Phật niềm đêm ngày niệm Phật cho mấy ông này đừng có đau ốm bệnh hoạn là tôi mừng biết nhiêu nói đau hoài mà ta đau người ta ít bữa hết đau hết 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ cái đau lại nữa lên ngồi gục lên đau ngay chỗ mổ nè ngoài. Dạ ngoài cố gắng giữ gìn sức khỏe ha. Con chào ngoài con về ha. Tôi cũng mừng chứ. Dạ. Cũng chú cũng về cũng mạnh giỏi rồi. Dạ. Cũng lo cho mấy mẹ con chú mang ơn. Dạ. Quý biết chừng nào nói. Dạ. Của cái lòng hảo tâm quý lắm đó. Dạ dạ. Làm phước làm này kia cũng được cái phước lớn. Dạ. Dạ. Chứ không phải mà đâu phải mà ấy làm phước thì được cái phước lớn đó. Còn hơn đi chùa nó mấy cánh chùa nữa. Phải tôi mừng hết sức mừng. Dạ, thôi con chào ngoại. Dạ. Dạ. Một lần nữa thì Bùi Hồ sẽ xin kết thúc video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau. Xin chân thành cảm ơn tất cả mạnh thường quân. Cũng như thì hôm nay xin chân thành cảm ơn cô Mi ở Mỹ đã hỗ trợ cho ngoại. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Mi đi chích thuốc hả? Trời ơi khổ quá. Chuẩn bị đi về đi chích thuốc. Ngoại, con gửi cho ngoại chai dầu. Chai dầu của Mỹ. À cái chú của Mỹ gửi cho ngoại đó. Dạ, dạ. Dạ, ngoại sức đi nha cho khỏe ha.